chúng tôi bắt đầu phá khối cho con chim hạt ở trên bức tranh cửu hạt quần mai. Và sau khi phá khối xong thì chúng ta đã nhìn thấy đầu của con hạc được giữ nguyên và cao lên. Cái cổ của con hạc được hạ xuống để tạo ra cái độ trúc và cái độ lượn của cái đầu con hạc. Và cái phần cánh cao nhất cũng được giữ nguyên. Phần lưng và phần đuôi bắt đầu được tạt xuống. Cái chân ngoài cùng cũng là được kênh bong lên và cái chân ở bên dưới cũng sẽ được hạ xuống thấp. Và đây chính là quá trình phá khối hoàn toàn thủ công cho tác phẩm.